nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy nha mọi người. Ăn xong luôn. Lớn tuổi rồi. Lớn tuổi vậy cũng ok. Vui quá trời vui luôn mẹ ơi. Cảm ơn anh Long. Vâng, và là đầu tiên thì Khánh Quyên đến tổng thể và các bác quê hương mình lời chúc sức khỏe lời chào.